Ây da, la la la, ê, đúng là hôm nay lại là một ngày tốt lành của mình nữa. Mà quên, hôm nay mình chưa có đào củi nữa. Nhà mình hết củi rồi, bây giờ mình phải đi đào thôi. Ba 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 ba. Và bây giờ Jimmy của mình đã trở lại. Ở đây nhiều cây lắm rồi nhà, chắc mình phải đào hết mới được. Cây gì mà quá trời, cái này là mình sẽ có được một đống củi luôn. La 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 la. Bên đây cái vùng đất này sao nó lạ quá vậy ta, nó lại màu cam. Wow, bên đó cái cây gì kìa. Wow, chắc mình sẽ đốn hơn một đống cây này về mình sẽ xây nhà mới luôn. Wow, cái cây gì mà lạ quá vậy nè. Ây da. Ôi, ở đây hình như có một ngôi nhà nè. Không. Ê, ê, ở đây có một bé heo kìa. Ôi, bé heo bị cái gì vậy? Sao mà ngôi nhà này nó bị giống như là tàn phá, giống như có một vụ ẩu đả gì đã ở đây vậy đó, đã xảy ra rồi. Ôi, bé heo ơi, em có sống với ai không vậy? Thôi chắc mình phải đem bé heo này về mình nuôi quá. Để em một mình chị chịu không được đâu. Đi theo chị về nha bé heo. Ơi, không biết á, mình để bé heo ở đây á, có ổn không nữa ta? Chắc mình phải đi xây cái chuồng cho bé heo mới được, chứ ở trong nhà là không được rồi. Thôi mình đi xây chuồng cho bé heo đây. Bé heo ơi, ở trong nhà đi em, đừng có ra ngoài nha. Chị đi xây nhà cho em nè, bye bye em nha. Ôi chà chà, cuối cùng mình cũng đã chế xong cái cửa rồi. Bây giờ lắp cửa nữa, giờ đem bé heo vô đây nữa là xong rồi. La 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 la. Thôi, chắc em cũng mệt rồi lắm không? Chắc em đợi chị lâu lắm, bây giờ em mới ngủ nè. Thôi, heo ngoan của chị, ở đây đi nha, ngủ ngon nha. Thôi, chị đi vô nhà nghỉ tí đây. Bye bye heo, chị có để đồ ăn nè. Vậy đó gì ăn nha. Bye bye cục cưng. La 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 la. Ây đã đến giờ thăm heo của mình rồi. La 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 la. Heo ngoan ơi. Cái gì vậy? Ai để cái bảng gì đây vậy ta? Cái gì? Để mình đọc xem thử coi. Nhà xí của heo xinh đẹp. Trời ơi, đẹp mà còn cái chữ ẹp 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 nữa. Để mình vô chuồng coi. Trời ơi, cái gì mà cất không gì nè. Mình đóng cửa rồi heo ơi. Em làm cái gì mà em mị quá trời vậy heo ơi là heo. Trời ơi, bây giờ chị phải dọn hết đống cứt của em nữa nè. Heo ơi, em quậy quá heo à. Đi vô chuồng mau đi, bé heo này đó. Em có gì muốn nói với chị đó bé heo. À, chị em có thể nào dẫn bạn về chơi không chị? Ok, Ít rồi. rồi. Em đi đi, chị mở cửa cho em rồi đó. Ok. Nè, chị mở cửa cho em rồi, em đi đi nha. Bye Rồi, có gì nhớ về sớm với bye. chị Dạ bây giờ về chị nha. ơi. Thôi, chị đi làm việc của chị đây. Mấy ngày nay chị lo tập trung chơi với em, xây nhà đồ cho em á, nên bữa giờ á, chị chưa có làm được công chuyện nữa. Thôi, chị đi đây, bye bye bé heo nha. Bye bye chị. A few Hay, không biết bé heo của mình nó đã vũ vạ về nhà chơi chưa nữa. Để mình phải đi coi mới được giữ trình tụi nó coi. À, thấy rồi nha. À, trời ơi, nó vũ tận hai đứa về đây luôn. Chị ơi chị, một chút á em có dẫn thêm vài đứa, một hai đứa nữa thôi à. Em nói gì heo? Một hai đứa thôi. Chị hiểu rồi. Ok. Thôi em ở đây chơi vui với mấy bạn nghe. Thôi chị đi về làm công chuyện nhà đây. Máy bay bé Rồi, heo. thank you chị luôn đó. U la la la. Bing 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 One eternity later. Ôi, hình như mình nghe có cái tiếng gì ồn ào ở ngoài quá trời luôn ta.
hình như có chuyện rì rồi, mình nghe là có chuyện gì không lành rồi nè. Chắc mình phải đi xuống dưới xem sao mới được. Cái gì càng ngày càng ồn vậy ta? Ồn lắm luôn á. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, làm cái gì mà ở đây toàn là heo không vậy nè? Mấy heo ơi, em hứa với chị em dặn có một bạn, hai bạn thôi mà sao bây giờ nhiều bạn quá vậy nè? Sao mà tôi chịu nổi đây? Chắc tôi chết. Hết clip rồi, và bây giờ á, nếu các bạn thấy hay thì like và share cho mình nha. Và muốn đón xem thêm những video mới nhất từ mình thì các bạn nhớ ấn subscribe kèm theo cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và bây giờ thì bye bye các bạn.